Mến chào cô chú anh chị, hôm nay em sẽ giới thiệu cô chú anh chị mình hoàng hậu lá biên nha cô chú anh chị, và lá phát tài luôn. Hiện tại thì cái lô này em có tất cả là 3 loại, giống như em đang cầm đây là lá phát tài màu vàng ha. Một loại chậu như vậy là tầm khoảng 750, em có chậu 500 nữa. Đây, chậu này thứ nhất là 750.000, chậu 500 là như thế này, cũng là lá phát tài vàng luôn cả nhà. Đó, hoàng hậu lá phát tài vàng. Tiếp tục nữa là hoàng hậu phát tài màu xanh, có nghĩa là nó chia ra màu xanh và màu bó đốm đó. Wow, cái màu xanh này nhìn nó hơi gắt gói nè, quá đẹp. Cái màu này nhìn vậy thôi chứ ở bên ngoài nhìn nó gắt lắm cả nhà, đẹp lắm. Mà anh chị hay sưu tầm cái chậu này lắm. Chậu này rìu vườn em cũng có ít. Chậu như thế này là 750.000, chậu thứ ba. Và tiếp tục nữa mình lại có thêm một dòng nữa, đây cả nhà, phát tài màu xanh. Đó, khi mà nó đẹp lên đủ phân bón và đủ nắng nó sẽ như thế này, nhìn ghiền mê. Cả nhà thấy cảm giác như thế nào? Riêng em những dòng này thì em chơi không cần hoa, em chỉ cần lá hân, củ to, lá đẹp như thế này là ta nói nghe, lết lên lết xuống mình lết hoài luôn, không có ngồi nổi luôn đúng không cả nhà? Thích lắm. Và tiếp tục nữa là em còn một dòng nữa, nó là dòng hoàng hậu lá biên. Đây, để mình phân biệt lá biên ha cả nhà. Đây là cái viền ở bên đầu lá, và hai bên viền của lá mình gọi em nó là lá biên. Đây đó, để mình em lấy lại để cô chú anh chị mình xem cây biên và cây thất tài nhá, nó như thế nào, khác nhau ra làm sao. Với lại giá trị của cây lá biên á, thì nó sẽ mềm hơn cây phát tài rất là nhiều cả nhà. Đây, lô này thì em có đầy đủ luôn. Đó, lá biên nè, khi trồng đủ lực nó sẽ như thế này.